giao lưu với gần 200 cán bộ tình nguyện viên chữ thập đỏ tiêu biểu toàn thành phố Đà Nẵng năm 2019. Chương trình là dịp để tri ân và biểu dương những đóng góp cống hiến của đội ngũ tình nguyện viên cơ sở trong công tác hỗ trợ nhân đạo tại cộng đồng. Nhân buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020, phấn đấu vận động 14.000 xuất quà trị giá tối thiểu là 5 tỷ đồng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Viễn thông Đà Nẵng đã ký kết biên bản hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, tuyên truyền, vận động và nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố, đồng thời ra mắt hệ thống phần mềm quản lý cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 tại địa chỉ www.diachinhandao.org.vn. Dịp này, tình nguyện viên 22 điểm sơ cấp cứu trên địa bàn thành phố đã trình diễn các kỹ năng sơ cấp cứu như băng cẳng tay, cẳng chân, đầu và tổ chức giao lưu, tìm hiểu kiến thức về công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhằm ôn lại truyền thống của hội. Thưa quý vị, kể từ khi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, nhiều hoạt động đã được triển khai xuyên suốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hình thức phong phú, ngày càng sát với nhu cầu của người dân và cộng đồng. Phóng sự được thực hiện nhân ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11. Ông Nguyễn Hữu Hùng tại thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, sống cùng với ba đứa con gái trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Bản thân khuyết tật ở tay, thế nên hơn chục năm nay, mọi chi phí trong nhà đều phải nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, chính quyền địa phương và các đoàn thể. Vì tuổi cao sức yếu, nên mong muốn duy nhất của ông bây giờ là được gửi gắm những đứa con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam có nơi chăm sóc, nương tựa. Giờ tôi không mong gì tiền năng hết trơn. Bởi vì có tiền mà tôi không làm được thì không chịu. Tôi chỉ mong duy nhất là sao tôi gỡ được hai đứa con. Tôi đó là điều ước nguyện của tôi như thế. Bởi vì tôi bị viêm gan. Trước đây là tôi bị như vậy là bị lô phổi. Lô phổi thì tôi chữa lô phổi hết. Bây giờ chuyển qua gan, viêm gan C mãn tính. Mà giờ tôi ăn không được. Mà tôi sợ tôi chết đồng ngọc á. Và để lại hai đứa con không có ai nuôi. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Liên đã hỗ trợ và vận động kinh phí để sửa chữa nhà cho gia đình ông. Hàng năm, gia đình ông Hùng được hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Ông Hùng cũng là trường hợp thường xuyên được trao địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức. Nhờ sự chung tay của các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố và sự giúp đỡ của cộng đồng, cuộc sống gia đình ông đã ổn định hơn trước. Nói về cuộc sống hôm nay, so với người trang địa phương mà hoàn cảnh mức sống bình thường thì tôi cũng đã vượt lên, và cũng nhờ đó mà gia đình tôi vượt lên. Nếu như mà không có sự chung tay đóng góp của cộng đồng thì nó sạch canh là gia đình tôi không thể sống được. Những cái địa chỉ nhân đạo mà chúng ta chọn để làm thì mang một ý nghĩa rất lớn đối với những người mà họ nằm trong hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù nó không tiền nó không lớn trong hàng tháng, nhưng mà đó là nguồn động của dân để giúp khích lệ cho họ để vươn lên trong cuộc sống. Cho nên những cái đối tượng mà chúng tôi chọn toàn là nạn nhân chất độc da cam này, hộ nghèo, đau ốm thường xuyên và bệnh nan y, đó là những đối tượng chúng tôi cần phải chọn. Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã vận động được hơn 4.000 tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố cũng như trong và ngoài nước tham gia. Qua đó đã hỗ trợ giúp đỡ cho 37.856 địa chỉ nhân đạo với kinh phí 88 tỷ đồng. Nhiều chương trình, mô hình vận động, nguồn lực giúp đỡ địa chỉ nhân đạo có hiệu quả bền vững tại cộng đồng, tương tự trường hợp ông Nguyễn Hữu Hùng. Thời điểm này thì hoạt động hội nó phải tiến lên một bước nó chuyên nghiệp hơn. Có nghĩa rằng là nó hỗ trợ cho những cái cộng đồng tổn thương để phát triển và nó hỗ trợ một cách toàn diện hơn cho những người bị tổn thương, và nó lại tham gia những cái công tác nhân đạo một cách rộng rãi hơn trong xã hội. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm tiếp theo, toàn hội phấn đấu hàng năm duy trì thực hiện trợ giúp ít nhất 5.000 địa chỉ với trị giá ít nhất 10 tỷ đồng, bảo đảm hơn 95% số địa chỉ được thường xuyên rà soát, đánh giá để điều chỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương và nhu cầu đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả vào công tác